Và cái sản phẩm này quý vị này, nhìn này, cái chất gỗ này em quay gần thì khách hàng có thể xem được cái chất gỗ này. Chất gỗ rất là đẹp, đều, không có dập rác gì cả. Đây. Thì hiện tại là cái sản phẩm này anh Trường là anh lấy còn đang nguyên mộc quý vị nhá, vẫn chưa sơn. Đây, nguyên màu gỗ Mita đấy quý vị này. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 4 năm 2021. Và hiện tại thì bên xưởng anh em này có hoàn thiện xong một chiếc sập thờ chất liệu gỗ Mita chân 24. Và đây là sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của anh Trường, một khách hàng ở tại Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Đây thì trước khi là nhà em bàn giao khách hàng thì hôm nay em có quay lại một cái video clip này giới thiệu đến mọi người đây. À, những ai mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm phòng thờ thì có thể theo dõi và nghe em review về cái bàn thờ này nhá quý vị nhá. Đây, chiếc bàn thờ này thì trước tiên là em quay về tổng thể này, có kích thước là dài là 1m27, cao 1m17 và sâu 1m07. Hàng rất là to, phần chân của nó là chân kích thước là 24cm quý vị này. Đây là hình ảnh tổng thể phía trước của chiếc bàn thờ đây. Đó, đây cái mẫu này gọi là mẫu mai đỉa quý vị ạ. Toàn bộ phần dạ này của em là đục tay thủ công bằng tay. Đây đục thủ công 100% là thủ công bằng tay. Đó, tấm gỗ liền. À, cái đường nét đục chạm thì là hoa văn thì là có hoa đào. Đây, vị này hoa mai, này, những trái đào này. Đó, trên này là có những chú chim điểu. Thì thường đây gọi là sập thờ mai điểu hay còn gọi là sập thờ chân cây đấy. Đấy, bởi vì cái phần chân này là được đục chạm và cách điệu như một cái gốc cây, còn hay còn gọi là sập thờ cây. Chính giữa thì là có rơi cắt một cái chữ này, chữ thọ đây. Đây là hình ảnh con rơi chúa này. Và cái sản phẩm này quý vị này, nhìn này, cái chất gỗ này em quay gần thì khách hàng có thể xem được cái chất gỗ này. Chất gỗ rất là đẹp, đều, không có dập rác gì cả. Đây. Thì hiện tại là cái sản phẩm này anh Trường là anh lấy còn đang nguyên mộc quý vị nhá, vẫn chưa sơn. Đây, nguyên màu gỗ Mita đấy quý vị này. Vàng chới luôn, cực kỳ giá trị. Hiện tại là những cây gỗ mít mà khổ lớn để làm những cái phần dạ này thì rất là hiếm. Đó. Quý vị này, rất là đẹp nhá. Đây, thì đi vào đường nét chi tiết hơn một chút ấy thì bên trên phần cổ của dạ sạp này. Phần cổ của dạ sạp này thì là có hình ảnh là dòng trầu cuốn thư. Thì đây cái con dòng này thì là được đục là cách điệu và biến tấu đi thành thân cây hoa mai. Đó quý vị ạ. Ở đây là có những cái chữ này là chữ họ này. Quý vị này, đó, phần ván mặt đây. Ván mặt đây. Sản phẩm còn nguyên mộc quý vị nhá. Như là đây, anh thấy giáp rất là mịn này, mịn tít luôn. Rất là đẹp. Đây, em quay cái phần dạ đốc ngang cho khách hàng có xem được. Đó. Thì những khách hàng nào ở xa mà có nhu cầu mua những sản phẩm này thì bên em sẽ quay video clip trực tiếp chi tiết về sản phẩm mà gửi cho khách hàng, để những khách hàng ở xa, những khách hàng ở xa thì có thể yên tâm về những cái sản phẩm. Như em sẽ quay chi tiết về chất liệu gỗ này cũng như là kích thước, là em sẽ đảm bảo cho khách hàng là chuẩn chất liệu gỗ cũng như kích thước. Đây. Bên trên này thì có một cái tam cấp. Đó. Vừa rồi là em review giới thiệu chi tiết về chiếc sạp này rồi. Đây một góc máy nghiêng này quý vị này. Cái góc máy nghiêng này rất là đẹp nhá. Góc máy nghiêng này nhìn cái sập thờ nó rất là đồ sộ. Và nhìn được hết những cái đường nét hoa văn đục chạm cả phần đốc cũng như phần tiền. Rất là đẹp. Quý vị khách hàng nào có nhu cầu thì cần liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Xưởng ở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 50086, website đồ gỗ tùng 8.com. Thì hiện tại là quý vị biết là cái chất lượng gỗ mít ấy hiện nay rất là hiếm, do là cái cây gỗ khổ lớn rất là ít và khai thác được làm đồ thờ rất là chuộng, nên là giá thành là hiện tại là rất là cao đấy. Đây. Em lia máy từ từ cho quý vị xem được này. Đó, rất là đẹp, đường nét hoa văn chạm trổ cũng như là gỗ lạt, không chê vào đâu được. Ok mọi người nhá.